phần nhập sửa cái cước vận chuyển bộ bằng gồng gánh hoặc là bằng xe cải tiến hoặc là bằng cút kít, vân vân. Giả thiết rằng là chúng ta đã có một cái công trình như thế này. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta tính cái cước vận chuyển bộ, thì chúng ta bấm vào cái sheet cước bộ ở đây. Đấy. Thì G8 sẽ liệt kê chúng ta tất cả các loại vật liệu mà có ở trong công trình, và chúng ta chỉ cần là thể hiện, chúng ta chọn xem là cái cước vận chuyển này là vận chuyển bằng cái phương tiện vận chuyển nào. Ví dụ như là vận chuyển bằng gánh bộ này, bằng xe cút kít hoặc bằng xe cải tiến. Đấy. Và có khai báo cho cái vật liệu này là có dùng bốc rỡ lên xuống hay không, và sau đó thì cái cự ly vận chuyển là bao nhiêu. Ví dụ tôi chọn là cái cát vàng là tôi dùng phương pháp gánh bộ và phải có bốc rỡ. Cự ly vận chuyển của tôi là 15 km. Đấy. Thì sau khi chúng ta nhập xong 15 km và chúng ta chuyển sang khu khác, thì G8 sẽ tự động tra chúng ta cái cước vận chuyển bao gồm có bốc rỡ là bao nhiêu, lên bốc rỡ lên xuống là bao nhiêu, vận chuyển 10 m đầu, 10 m tiếp theo là bao nhiêu. Đấy. Tiếp theo chúng ta giả sử chúng ta chọn một cái đá hộc chẳng hạn, là chúng ta vận chuyển bằng xe cút kít. Đấy. Và lần này nó vận chuyển là 8 km. Thì chúng ta để ý ở đây có hai cột là cột bốc rỡ và cột 10 m tiếp theo là không có gì cả, bởi vì chúng ta không khai báo cho nó bốc rỡ, không có bốc rỡ. Nếu giả sử chúng ta cần bốc rỡ, chúng ta tích vào đây, sau đó chúng ta chuyển sang một ô khác, thì là sẽ có cái chi phí vận chuyển bốc rỡ là 7.800 đồng trên 1 m. Và đây là vận chuyển là 8 m, thế cho nên là cái cự ly 10 km, 10 m này là không có. Thế còn cái ở đây vận chuyển 15 km, 15 m, thì cái vận chuyển 10 m tiếp theo thì nó có ở đây. Với một số cái vận chuyển mà cái chúng ta có thể điều chỉnh các cái hệ số cự ly, ví dụ như là do cái điều kiện đường xá hoặc là do những cái điều kiện nào đó mà cần phải tăng hệ số lên, chúng ta tăng hệ số 1,1 lần lên. Đấy. Thì cái cự ly quy đổi của chúng ta đang từ là 15 cây lên 11,1, cự ly quy đổi nó làm tròn thì là sẽ lên là 17 cây. Ngoài ra thì chúng ta có thể điều chỉnh hệ số điều chỉnh cước, ví dụ chúng ta tăng cước lên 1,45 lần lên, thì con số này là sẽ tăng lên thành 14.694 đồng ở đây. Ở đây một số tỉnh họ ban hành, ví dụ như chúng ta đang làm việc với tỉnh của cước vận chuyển bộ của Hà Giang, thì ở đây Hà Giang quyết định là bốc rỡ là bao nhiêu, 10 m đầu là bao nhiêu và 10 m tiếp theo là bao nhiêu, và họ tính là cái cước vận chuyển tính bằng bao nhiêu tiền cho 1 m. Tuy nhiên có một số tỉnh khác, ví dụ như là tỉnh Điện Biên, là họ sẽ tính theo một cách hơi khác một chút. Chúng ta mở công trình khác đây, công trình của Điện Biên. Chúng ta chuyển sang cước bộ. Thì ở đây là họ thể hiện là số công bốc rỡ. Đấy. Tôi giả sử tôi chọn một vài cái xe cải tiến này có bốc rỡ này, cự ly vận chuyển là đi 24 km, 23 km này. Đấy. Chỗ này tôi vận chuyển bằng xe cút kít và cự ly vận chuyển là đi 12 km. Đấy. Có bốc rỡ đi. Thì ở đây là G8 thể hiện là hai cột K và cột L là số công, đơn vị tính bằng công cho 1 km, số công bốc rỡ là bao nhiêu và số công vận chuyển các cái 23 m, 12 m là bao nhiêu ở đây. Và đồng thời thì từ số công này nó sẽ tính ra được cho cái số tiền vận chuyển bốc rỡ là bao nhiêu, số tiền vận chuyển cho 23 cây và 12 cây tương ứng với cả 98,3 và 23 mét và 12 mét là tương ứng với cả 89,3 và 103,9 đồng ở đây. Đấy. Cái tính này thì nó tuân thủ theo quy định của cước của tỉnh Điện Biên, là họ tính cho cái giá tiền ở đây thì bằng cái số công ở đây mà nhân với cái giá nhân công bậc 2,5/7 thì là tính ra được cái cước vận chuyển ở giá ở đây. Và cuối cùng thì nó tính ra được cái cước vận chuyển cuối cùng cho từng loại vật liệu ở đây. Ở cái giá cước này được đưa sang đâu để tính toán, chúng ta kiểm tra xem.
hiện nay là 6.856 đồng cho cát vào. Chúng ta chuyển sang bên bảng tổng hợp tư, chúng ta sẽ thấy rõ. Chúng ta chọn cái bảng giá hiện trường để thể hiện rõ hơn là đây. Có một cái cột cước vận chuyển. Đấy. Thì cái cát vàng ở đây nó thể hiện là 44.148 đồng. Tại sao như vậy? Bởi vì cát vàng ở đây, cái vận chuyển cuối cùng ở đây là 37.292 đồng. Nó sẽ cộng với cả cái cước vận chuyển bộ ở đây là 6.856,3 đồng thì nó sẽ làm tròn đây. Thì cuối cùng nó sẽ có cái cước vận cái hai cái cước vận chuyển bằng cơ giới ở bên xít cước vận chuyển cơ giới ở đây và cước vận chuyển bộ ở xít cước bộ ở đây nó cộng vào thì ra được con số 44.148,3 đồng. Đấy. Tương tự như vậy cho cái cước vận chuyển đây. Tiếp theo cái 44.148 đồng ở đây thì được tính tiếp sang các cái bảng khác, ví dụ như là bảng chiết tính chẳng hạn. Chúng ta chọn là cái giá là giá hiện trường. Sau đó chúng ta bấm F5 để G8 tính lại. Đây. Thì chúng ta kiểm tra cát vàng ở đây. Thì cái giá đơn giá cát vàng là 94.148,3 đồng là đã bao gồm cả cái cước vận chuyển là 44.148,3 đồng ở đây. Nó đã cộng vào chúng ta rồi. Đấy. Như vậy là với cái việc tính cước vận chuyển thì là G8 có hai cách thể hiện, một cách là thể hiện là số công và đồng thời là thể hiện giá bằng tính bằng tiền mặt. Đấy. Và một loại khác là nó chỉ thể hiện ví dụ như ở cái bảng này của cái cước vận chuyển của Hà Giang hay của một số tỉnh khác thì họ lại tính là 10 mét đồng tiếp thì nó tính là cái số cái chi phí vận chuyển tính bằng tiền mặt cho 10 mét đầu, 10 mét tiếp theo và bốc rỡ. Thì G8 hoàn toàn đáp ứng được tất cả các cái loại cước vận chuyển bộ thông thường và trên cả nước hiện nay đang sử dụng. Ở đây thì chúng ta thấy có cái bảng chuẩn của chúng tôi, hiện nay tôi thể hiện cái bảng chuẩn là bảng số 1 ở đây. Đấy, là nó đến cột giá cước bộ ở đây là cuối cùng. Ngoài ra thì còn có thể hiện là cái bảng là có tiền vận chuyển bộ hay không. Đấy. Thì nó thể hiện khối lượng cho từng loại vật liệu ở đây và thể hiện giá cước bộ ở đây và thành tiền vận chuyển ở đây. Ngoài ra thể hiện cái bảng đầy đủ là cái bảng cuối cùng. Thì nó cũng thể hiện khối lượng, cũng thể hiện cái giá vật liệu gốc mà chúng ta đã nhập ở bên sheet giá tháng, tức là chúng ta nhập ở đây, mà nó sẽ được đưa sang qua đây để nó tính tiếp với cho chúng ta cái cộng cái giá vật liệu gốc này cộng với cái giá cước vận chuyển để bộ để ra được cái giá hiện trường và cuối cùng là cái thành tiền vận chuyển mà tính vận chuyển bộ là bao nhiêu cho mỗi loại vật liệu ở đây. Đối với dự một số trong một số trường hợp mà với những cái cột thậm chí cho rằng là những cái bảng đầy đủ như thế này tới tận cột V như thế này nhưng vẫn chưa đáp ứng được các cái yêu cầu mà làm về vận chuyển bộ, ví dụ người ta có thể thêm một cột nào đó vào đây thì làm thế nào, thì dự toán G8 sẵn sàng hỗ trợ chúng ta là thêm bổ thêm một cái cột nào đó, một cái chi phí nào đó ở bất kỳ để chúng ta tính toán cho nó và thể hiện luôn trong cái bảng này. Chúng ta làm như sau. Chúng ta bấm vào cái sửa mẫu cước bộ ở đây. Thì G8 có hỏi chắc chắn là sửa cái mẫu cước bộ hay không, chúng ta chọn yes. Bây giờ G8 mở ra chúng ta cái file là mẫu cước vận chuyển bộ.xls, đây là file Excel và cái màn hình chúng ta đang làm việc đây chính là màn hình của Microsoft Excel chứ không phải là dự toán G8 nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái cột thành tiền vận chuyển. Bây giờ tôi thêm một cột nữa. Tôi thêm một cột nữa là cột ở đây. Tôi insert cột nữa ở đây. Tôi giả thiết rằng đây là cước, có cái cột là cước bộ mới. Cước bộ mới số 1 chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa cho công thức ở đây. Thì ở đây nó đã hướng dẫn sẵn cho chúng ta là chỉnh sửa cái công thức tính toán ở cái dòng ở dưới đây. Có nghĩa là nó bảo rằng chúng ta sửa cái dòng mà màu đỏ này. Đấy. Chúng ta chuyển sang cái cột cước vận chuyển bộ mới ở đây. Chúng ta sửa cột ở dòng này. Tôi giải thích rằng cái cước bộ mới này sẽ bằng cái thành tiền vận chuyển này. Mà nhân với cả 20%. Bằng cái thành tiền này mà nhân với cả 20%. Đấy. Chúng ta kiểm tra lại công thức, nó bằng SC14 mà nhân 20%, SC14 chính là cái ô này mà nhân với cả 20%.
hiện ở đây. Bây giờ chúng ta lưu xếp cái file mẫu cước bộ lại, sau đó chúng ta đóng cái cửa sổ. Bây giờ chuyển sang G8, chúng ta nhìn thấy một cái cột mới, đó là cước bộ mới số 1. Chúng ta kiểm tra công thức của nó. Chúng ta chọn cái bảng đầy đủ để thể hiện rõ hơn. Đây, cước bộ mới chúng ta ở đây. Cái ô này thì bằng ô SC6 mà nhân 20%. SC6 chính là cái ô này mà nhân với cả 20%. Đây chúng ta, 20% thể hiện ở đây. Tương tự như vậy, cái ô này thì bằng ô SC7, tức là cái bên này. Đấy, mà nhân với cả 20% ở đây. Đấy. Như vậy, khi chúng ta làm việc với phần mềm dự toán G8, thì cái việc mà thêm cái cước vận chuyển, thêm các cái chi phí hoặc các cái cột chúng ta bổ thêm vào đây để mà thể hiện các cái chi phí mới cho cước vận chuyển cơ giới hoặc là cước vận chuyển bộ bằng gồng gánh rồi xe cải tiến, xe cút kít vân vân đấy, thì là hoàn toàn được và rất là dễ dàng như cái thao tác vừa rồi. Cái phần hướng dẫn cái cước vận chuyển bộ chúng tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi.